Em chào mọi người nha. Bữa nay em sẽ giới thiệu với mọi người làm sao để mình tiếp tục sử dụng cái bồn nước cũ khi mà nó bị chảy, bị lủng rồi á. Có phải là mọi người mình thường gặp trường hợp là mình đang sử dụng cái bồn nước mà tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó nó chảy nước xuống khiến mình rất khó chịu, phải không ạ? Bồn mà để ngoài trời thì không sao, mà để trong nhà thì ướt đồ này, rồi hư đồ này, gây cảm giác rất chi là bực mình. Mọi người có muốn tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao cái bồn của mình mà tự nhiên đang xài nó bị hư không ạ? Cái bồn nhựa thường nhà máy bán là bảo hành cho mình, ngày trước thì bảo hành 5 năm, thời gian gần đây nhà máy đã bảo hành lên 10 năm của hãng Đại Thành á. Còn một số hãng bồn nước nhỏ khác á, thì họ vẫn đang bảo hành 5 năm. Của Đại Thành thì lên 10 năm, của Bình Minh hình như cũng lên 10 năm sao. Nhiều, tức là nhiều hãng bồn là bảo hành lên 10 năm cho mình. Cái bồn nước nhựa của mình á, là trước khi mình mua về là mình đọc cái bảng hướng dẫn, có cái bảng hướng dẫn kê lắp bồn nước ở ngay bên hông bồn á, họ dán á, là mình kê trên một mặt phẳng đồng nhất đó, cái bảng màu trắng đó là bảng hướng dẫn. Em đang để ngược lại, do vậy mà nó ngược lại thôi. Bản hướng dẫn cách lắp đặt, cách kê bồn nước cho mình là kê trên một mặt phẳng đồng nhất, chịu lực giống như mặt nền bê tông này này, thì là cái bồn nó sẽ không hư. Còn mình kê lên mấy cây đà hoặc mình kê nó bị nghiêng ở phía nào đó thì cái bồn sử dụng một thời gian nó sẽ hư. Em nhớ em thâu về những cái bồn họ xài cả 10 năm, hơn 10 năm cái bồn nhựa mà không hư là do cái chất lượng bồn đấy rất tốt. Họ làm, họ nấu đủ nhiệt, đủ lửa nên cái bồn nó dai, nó dẻo. Còn một số người thì sử dụng được 3 năm, 2 năm, thời gian gần đây thì bồn sử dụng ngày càng tệ. Ví dụ như mình mới mua được, xài được hơn năm, bồn đã nứt rồi. Là do, có thể là do bên nhà máy họ nấu, họ để nhiệt chưa đều á, khiến cho những cái khe, những cái gân của bồn nó chưa được chín kỹ, do vậy mà nó hay nứt ở chỗ đó. Và một nguyên nhân khác nữa là khi mình về mình đặt bồn, mình kê bồn á, mình không kê trên mặt phẳng cố định, không kê trên mặt phẳng đồng nhất, không thăng bằng, do vậy mà cái bồn nó sẽ bị phá, bị nứt. Khi mà bồn bị chảy, bị nứt như vậy á, thì mình hàn lại vẫn xài được tốt. Mọi người đang thấy là bên em thâu bồn nước của mọi người bị hư về, nó bị nứt ở góc đó. Là bên em dùng cái mỏ hàn phải đủ nhiệt độ nóng. Ví dụ như mọi người ở nhà mình mà dùng cái mỏ hàn nó nhỏ quá, nó không đủ nhiệt độ thì nhựa nó nóng chảy ra không hết, rồi nó kết dính không tốt, nó cũng sẽ lại bị chảy lại theo thời gian ngắn. Còn mình để cái mỏ hàn nó nhiệt độ lớn, đủ cái nhiệt độ nóng chảy của nhựa và kết dính, thì mình để cho nhựa nó tự kết dính lại là bồn nước sẽ được xài bền lắm ạ. Hơn nữa còn được đắp thêm 1-2 lớp dày lên phía bị hàn, phía bị chảy đó, sẽ giúp cái chỗ hàn đó nó chịu lực được nhiều hơn. Còn sự kết dính thì mình buộc phải hàn tới cái nhiệt độ nóng chảy của nhựa thì nó mới kết dính được tốt mọi người nha. Để mình tiếp tục sử dụng lại cái bồn cũ, để giảm chi phí, mình không phải tháo ra lắp vô, thì mình có thể gọi điện cho thợ hàn tới, họ hàn cho mình. Ví dụ như bên em có dịch vụ hàn bồn nước tại nhà, sửa bồn nước tại nhà, vá bồn nước tại nhà. Mọi người gọi trong vòng 30 phút thì thợ bên em họ sẽ tới, họ liên lạc, họ sẽ tìm địa chỉ, họ tới, họ sửa cho mình. Mỗi cái vết hàn đó, vị trí hàn đó đều được bảo hành 5 năm. Do vậy mà nói là bảo hành 5 năm thôi, nhưng nhiều cái chất lượng bồn nhựa tốt thì mình bảo hành có thể đến khi nào mà bồn hư, khi nào mà mình không xài bồn nữa thì thôi, là cái vết hàn nó chưa bung luôn. Nếu mà hàn đúng kỹ thuật và hàn đủ, hàn thì rất đơn giản, mình có thể dùng
cái mỏ hàn nóng, mình gây chân tốt, mình làm vệ sinh sạch. Sau đó mình lấy phần nhựa trực tiếp của bồn mình gắn lại, hoặc mình có thể thêm những cái miếng nhựa tiếp theo, nhựa của bồn mình làm nóng chảy và mình đắp lên, là thành công cái mối hàn rồi đấy mọi người ạ. Cái việc mà mình muốn sử dụng lại cái bồn cũ cũng rất chi là đơn giản, phải không ạ? Cái bồn em đang quay cho mọi người xem là bồn nhựa 700 lít. Khi mà thâu về thì nó rất chi là dơ, rất chi là bẩn. Bên em đã chà rửa vệ sinh rồi. Và bữa nay hàn kiểm tra lại để giao cho khách. Cái bồn này là do khách hàng kê sai đó. Mình nhìn là mình đã thấy rồi. Tại vì khách hàng kê lên hai cây đà dọc song song, đặt dài theo bồn này mọi người. Đó, nó vẫn còn hình dáng đây. Đấy, cái chỗ mấp mô đó là mình để cái đà đây này. Để cái đà đây này. Một cây đà ở đây, một cây đà ở đây và một cây đà ở đây. Họ đặt một cây đà song song ở đây và một cây đà song song ở đây, khiến cái bồn nó bị bẻ và lứt ở góc này đó. Lứt ở một góc và lứt ở góc trên nữa. Do mình kê sai, mình nghĩ là cái bồn nó có cái đáy phẳng rồi nên mình không để ý cái việc kê. Nó đã bị bẻ bồn, chứ còn cái bồn này của mình mà kê trên mặt phẳng á, thì nó không hư đâu ạ. Do vậy bên em hàn lại và bán lại cho mọi người, với điều kiện là mọi người về mọi người phải kê trên mặt phẳng thì bồn sẽ được bảo hành. Còn mọi người mình tiếp tục kê sai, kê lên mấy thanh sắt, kê lên mấy cây đà thì cái bồn nó tiếp tục hư, bên em sẽ không bảo hành được mọi người nha. Cái bồn 700 lít nhựa cũ này thì nó có dao động giá từ 900 đến 1,2 triệu. Mình tùy thuộc vào chất lượng bồn, tùy thuộc vào cái quãng đường bên em vận chuyển xa gần thì cái giá nó dao động từ 900 đến 1,2 triệu, rẻ bằng nửa bồn mới mọi người ạ. Bồn mới của nó đến 2 triệu, 2,1 triệu, nhưng bồn cũ thì nó dao động từ 900 đến 1,2 triệu. Ai mà mình có nhu cầu sử dụng cái bồn nhựa cũ để hợp kinh tế, hợp túi tiền mà bồn vẫn chất lượng đảm bảo thì mọi người cứ liên hệ với bên em. Bên em bán bồn cũ nhưng bảo hành cho mọi người xài trong vòng 5 năm luôn. Trên mọi người cứ yên tâm. Nếu mọi người mua ở tiệm đồ cũ, mua ở những người mà họ đi thâu mua đồ cũ hoặc ở vữa ve chai thì cái bồn sẽ không được sạch, cái bồn không được kiểm tra. Mọi người mua về có thể nó vẫn còn chảy lủng, mình nhìn thì không thấy đâu, nhưng mà khi mình bơm nước vào thì thấy nó nứt và nó chảy nước ra. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái lỗ phi á, thường bây giờ là họ gắn bằng phi nhựa. Lỗ phi là những lỗ nước ra, nước vô. Bên em giao cho mọi người thì là thường thay những cái ốc phi mới, nó sẽ đảm bảo với tuổi thọ của bồn hơn. Còn khi mọi người mua ở vựa ve chai hoặc mua ở tiệm đồ cũ thì những cái ốc phi đã bị hư hết rồi, không được lắp, không được siết lại. Do vậy mình phải về mình thay những cái ốc phi mới. Có thể là nó còn xài được, có thể là không còn xài được, có thể nó bị rò rỉ ở đúng vị trí lỗ phi đấy, mình không biết ha. Còn mua bồn ở bên công ty em thì được bảo hành, do vậy mà tất cả những cái lỗ phi đều được siết cứng, siết kín, không chóc, không bung và được bảo hành trong vòng 5 năm. Mẹ nó đợi người ta đứng ngoài kia tặng hoa nó không chịu á, chứ không cứ đây. Dạ, em xin chào mọi người nha. Mọi người cần sử dụng bồn nước thì vui lòng liên hệ với bên em. Tạm biệt mọi người.